Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm một video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn trên toàn quốc đang theo dõi kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay chúng tôi làm video clip này giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ sản phẩm đồ thờ cúng, bộ sản phẩm đồ thờ gỗ gụ cộng với đồ thờ gỗ mita. Đây là đơn đặt hàng của anh Hưng, anh ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Anh đã đặt cho nhà thờ cỡ lớn, nhà thờ 5 gian, 3 gian và 2 trái. Thì trên màn hình các bạn đang xem đây là một bức hoành phi có cái kích thước dài 2m17, rộng 69, làm theo yêu cầu của gia đình anh là chạm 4 chữ vạn cổ trường xuân. Kích thước ván là chúng tôi làm dày 2 phân và khung chúng tôi làm dày 7 phân. Và một bộ trường kỷ được làm bằng chất liệu gỗ gụ. Bức hoành phi cũng làm bằng chất liệu gỗ gụ. Và bộ câu đối chỉ có bộ bát biểu là chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ mita. Trên hình các bạn đang xem đây là chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới đôi câu đối lòng mo, hay còn gọi là câu đối lòng máng. Cũng được làm 100% từ chất liệu gỗ gụ Lào, đục tay kênh bong sắc nét. Và chúng tôi cũng giới thiệu luôn câu đối bên trái là chúng tôi chạm tích thiện chí gia khánh hữu dư, và câu đối bên phải là chúng tôi chạm hướng dương lập trạch xuân vô hạn, làm theo yêu cầu của anh là không có phụ đề tiếng Việt. Chúng tôi xin nhắc lại là câu đối bên trái chúng tôi chạm tích thiện chí gia khánh hữu dư, và câu đối bên phải là chúng tôi chạm hướng dương lập trạch xuân vô hạn. Toàn bộ nền là chúng tôi chặt gấm, câu đối dày 4 phân, hàng liền khối, hàng không ghép. Hàng không ghép thì giá thành nó sẽ lên rất là cao. Câu đối này chúng tôi bên trên chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền, phía dưới chúng tôi chạm lãng hoa quả đào. Được đục tay kênh bong sắc nét và lên màu vernix sáng. Chúng tôi sẽ quay clip video giới thiệu chi tiết từng góc cạnh, từng chi tiết nhỏ nhất cho quý vị có thể xem. Toàn bộ chữ và mây chúng tôi thiếp vàng Đài Loan. Vàng Đài Loan này thì giá thành nó rẻ hơn vàng 4 số 9 hay còn gọi là vàng ta. Quý khách có nhu cầu dát về vàng ta thì chúng tôi hãy liên hệ với cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và trên mình các bạn đang xem đây là bộ trường kỷ bằng chất liệu gỗ gụ. Đây là bộ trường kỷ đại. Bộ trường kỷ đại này có cái kích thước là dài 2m2, chiều sâu 57 và chiều cao là 89. Bộ này là bộ gồm có 3 món, 2 ghế dài và một bàn. Bàn thì chúng tôi làm kích thước là 57 x 1m27. Và khi chúng tôi bàn giao lắp đặt thì sẽ có phần mặt gập kính ở bên trên. Chúng tôi sẽ bàn giao cho quý khách vào ngày 21 tháng 10. Đây cũng là một đơn đặt hàng online. Và cũng được biết là anh xem rất nhiều các cái cơ sở làm đồ gỗ trên YouTube cũng như là trang mạng Facebook. Thì anh cũng có đặt cơ sở một số sản phẩm như bộ trường kỷ, hoành phi, câu đối và một bộ bát biểu. Bộ bát biểu thì là bộ gồm có 10 món bằng chất liệu gỗ mita. Các bạn đang xem đây là bộ trường kỷ dạ đục ngũ phúc kim tiền. Và phần vách chúng tôi đục lòng chảo tứ quý bốn mùa, xuân hạ thu đông, tùng cúc trúc mai. Và chất liệu là chất liệu gỗ gụ, được đục tay kênh bong sắc nét. Mặt bàn thì được chúng tôi chọn vân. Toàn bộ ván là chúng tôi làm dày 2 phân. Ván vách là chúng tôi làm dày 3 phân. Như trên mình các bạn đang xem đây là tứ quý lòng chảo, hay còn gọi là oval.
Hiện tại thì cơ sở đang còn rất nhiều các cái bộ sản phẩm như này bằng hàng mộc. Quý khách có thể qua địa chỉ cơ sở đồ gỗ Anh để xem thêm. Và tiếp sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một bộ bát biểu, hay còn gọi là bộ bát biểu. Bộ bát biểu này chúng ta thường thấy ở các đình chùa, miếu mạo, nhà thờ lớn. Thì cái ý nghĩa của bộ bát biểu này là thờ các bên quan văn gắn liền với tích đàn ca sáo nhị, cầm kỳ thi họa, bầu rượu túi thơ. Phần phía dưới phần giá này chúng tôi chạm nghê và bên trên thì chúng tôi chạm rồng trầu. Hai đầu rồng quay vào giữa. Và thân cột thì chúng tôi làm dày 5 phân và phần bát biểu này chúng tôi cũng làm dày 5 phân. Và bản rộng là 35 phân. Bên trên có thẻ bài, tượng trưng cho cái thẻ bài của nhà vua sắc phong ban cho những người nhà có người làm quan. Bát biểu khác với chấp kích thì bát biểu thường là thờ bên quan văn, còn chấp kích là thờ bên quan võ. Và video bộ đồ thờ cúng này đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Như các bạn cũng đã thấy trên thị trường hiện nay có cái rất nhiều các loại mặt hàng bát biểu, gỗ rổi, gỗ mít ta, gỗ gụ và kích thước cũng khác nhau. Đây là bộ chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn hàng của khách ở Quảng Ninh. Toàn bộ bát biểu chúng tôi làm dày 5 phân. Bên trên có thẻ bài được sơn son thép vàng, Đài Loan. Và được chạm là bầu rượu túi thơ. Một bên thì chúng tôi chạm là đàn ca sáo nhị. Và hai chiếc biển đằng trước đó là chạm tĩnh túc hồi tị. Nghĩa là người có được sắc phong của vua ban và khi rước đi thì là người dân sẽ nhường đường. Đó là tĩnh túc hồi tị. Và cơ sở đồ gỗ Hiền Lành cũng được biết là bộ bát biểu này là bộ bát biểu rước người sống. Tức là rước cụ ông Quang, năm nay đã thọ 91 tuổi. Chúng tôi cũng được gia đình chia sẻ là đây là bộ bát biểu để rước người sống chứ không để... Thường thì là chúng tôi thờ các cái người quan của ngày xưa. Nhưng bây giờ, đổi mới bây giờ thì chúng tôi được biết là thờ về người sống. Phải rước các cụ khi các cụ được mừng thọ đầu xuân năm mới. Toàn bộ hai cái giá này đã được chúng tôi sơn son thép vàng Đài Loan. Cẩn thận, chi tiết tới từng đường nét nhỏ nhất. Chúng tôi cũng báo luôn kích thước là bộ này chúng tôi làm dài 2 mét và cao là 2 mét 2. Và đây là toàn cảnh bộ đồ thờ cúng của gia đình anh Hưng và ông Gong tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Anh đã đặt đồ gỗ Hiền Lành, đặt online và chúng tôi đã thi công xong và hôm nay chúng tôi hoàn thiện. Chúng tôi sẽ quay lại video clip giới thiệu tới gia đình anh cũng như là tất cả quý khách hàng trên toàn quốc biết được về các cái sản phẩm đồ thờ cúng liên quan Hoành Phi Câu Đối cũng như Trường Kỷ. Quý vị nào có nhu cầu về làm đồ thờ cúng bằng chất liệu gỗ gụ, gỗ mít, gỗ rổi có thể liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Hiền Lành qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể từng các cái sản phẩm một. Và tiện đây chúng tôi cũng giới thiệu luôn cơ sở đồ gỗ Hiền Lành thì có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng. Quý khách có nhu cầu trùng tu, sơn sửa lại đình chùa, miếu mạo, tượng thờ và ngựa thờ có thể liên hệ với chúng tôi qua Zalo 0986 883349. Chúng tôi có nhận thiết kế thi công các cái nội thất phòng thờ, đình chùa, miếu mạo, tượng Phật, tượng Sơn Trang. Và chúng tôi có nhận dát vàng 4 số 9 tại gia. Thì giá thành nó sẽ cao hơn bình thường.
Trên màn hình các bạn đang xem đây là tổng thể bộ sản phẩm đồ thờ cúng mới nhất mà chúng tôi vừa mới làm xong. Hai bộ bát biểu, một bộ chiếc kích và một bộ hoành phi câu đối, cộng với đó là bộ trường kỳ. Đơn đặt hàng của khách hàng ở tại Quảng Yên, Quảng Ninh. Trong video sau chúng tôi sẽ bàn giao, chúng tôi sẽ quay lại khung cảnh bàn giao và nhà thờ của gia đình anh cho các quý vị xem. Quý vị hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để cập nhật được các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo, thì chúng tôi sẽ tải các cái sản phẩm đồ gỗ mới nhất cho quý khách tham khảo. Video đang được quay trực tiếp tại cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành, cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các cái video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.